Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh nhân HBR. Có một câu hỏi đặt ra là liệu Digital Marketing có hoàn toàn thay thế được Marketing truyền thống hay không? Nhiều người thì nghĩ rằng hầu hết các chiến dịch Marketing mà công nghệ có thể thực hiện thì Marketing truyền thống không còn được sử dụng nhiều nữa. Vậy, những điểm khác biệt và ưu điểm của Digital Marketing là gì so với Marketing truyền thống? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua bài học so sánh những khác biệt giữa Digital Marketing và Traditional Marketing. 1. Tìm hiểu đặc điểm của Digital Marketing và Traditional Marketing. Trước tiên về Marketing truyền thống. Marketing truyền thống có nhiều khía cạnh của nó. Ví dụ, các sản phẩm hữu hình như là danh thiếp, các mẫu quảng cáo trên báo in, tạp chí. Nó cũng bao gồm các outfit quảng cáo, tờ rơi, poster, các mẫu quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh. Marketing truyền thống là mọi hình thức quảng cáo cho sản phẩm, thương hiệu, không thông qua các phương tiện kỹ thuật số. Một cách thức thể hiện khác của marketing truyền thống là bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng khi họ tìm đến doanh nghiệp thông qua các mẫu quảng cáo. Còn về Digital Marketing thì sao? Digital Marketing ngày một trở nên phát triển, song hành cùng với sự phát triển của công nghệ. Digital Marketing bao gồm các thành tố như là website, các phương tiện truyền thông xã hội, các mẫu quảng cáo trên web, video, v.v. Digital Marketing cũng tương tự như Marketing truyền thống, nhưng nó sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, Digital Marketing được xem là một hình thức inbound marketing và mục tiêu là để mọi người biết đến bạn. Mọi người có thể thấy bạn thông qua các công cụ tìm kiếm tự nhiên, qua những mẫu quảng cáo trả tiền mà bạn thực hiện hay vô tình đọc thấy những thông tin trên các trang mạng xã hội. Họ càng tiếp xúc nhiều thì họ sẽ càng quen thuộc hơn với thương hiệu của bạn và từ đó sẽ phát triển niềm tin, mối quan hệ thông qua sự giao tiếp trực tuyến này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài học ngày hôm nay, so sánh điểm giống và khác nhau của Digital Marketing và Marketing truyền thống. Đầu tiên là điểm giống nhau, thì mục tiêu hướng đến của cả hai kiểu marketing này đều là thỏa mãn cho khách hàng. Những chiến dịch marketing được đề ra nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và củng cố lòng tin đối với khách hàng trung thành. Sự hiệu quả của chiến lược marketing sẽ đem lại cho doanh nghiệp lợi nhuận lớn và định vị thương hiệu của doanh nghiệp phát triển trên thị trường. Còn về điểm khác biệt thì sao? Đầu tiên là về phương thức. Đối với marketing truyền thống sẽ chủ yếu sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, còn Digital Marketing thì chỉ sử dụng Internet và trên các thiết bị số hóa mà không hề phụ thuộc vào các hãng truyền thông. Hai là về không gian. Marketing truyền thống bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ, còn Digital Marketing thì ngược lại, không hề bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ. Thời gian. Marketing truyền thống phải phụ thuộc rất nhiều về thời gian, còn Digital Marketing thì hoàn toàn có thể làm mọi lúc mọi nơi, phản ứng nhanh, cập nhật thông tin chỉ sau vài phút. Về phản hồi, marketing truyền thống mất một thời gian dài để khách hàng tiếp cận với thông tin và phản hồi, còn Digital Marketing thì khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi ngay lập tức. Đối với khách hàng, đối tượng khách hàng của marketing truyền thống sẽ không thể lựa chọn được. Còn đối với Digital Marketing, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được và tiếp cận trực tiếp với đối tượng khách hàng mà bạn mong muốn. Chi phí. Chi phí của chiến lược marketing truyền thống sẽ khá cao và ngân sách quảng cáo thì lớn và nó sẽ được ấn định dùng một lần. Đối với Digital Marketing thì chi phí sẽ thấp hơn một chút, với ngân sách nhỏ vẫn sẽ thực hiện được và có thể kiểm soát được chi phí trong quảng cáo. Và cuối cùng là về đặc điểm lưu trữ thông tin. Thì lưu trữ thông tin đối với những chiến lược marketing truyền thống sẽ rất khó để có thể lưu trữ được khách hàng. Còn đối với Digital Marketing, việc lưu trữ thông tin khách hàng trở nên vô cùng đơn giản, nhanh chóng, sau đó gửi đi thông tin, liên hệ trực tiếp tới đối tượng khách hàng là xong. Ưu và nhược điểm của Digital Marketing và Traditional Marketing. Đối với marketing truyền thống, do được sử dụng lâu dài, khách hàng đã quen với các hình thức marketing truyền thống. Khi tìm thông tin về sản phẩm, khách hàng sẽ thường tìm qua những mẫu quảng cáo trên báo, tạp chí, tờ rơi, đó vẫn còn là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, trong suốt thời gian của chiến dịch marketing, đối tượng khách hàng được tiếp cận khá là thấp do bị giới hạn về địa lý. Bên cạnh đó, việc đo lường hiệu quả của chiến dịch sẽ trở nên khó khăn và trong một số trường hợp có thể không thể đo lường được. Trong đa số tình huống, chi phí dành cho marketing truyền thống cũng cao hơn so với Digital Marketing. Và bất lợi lớn nhất của marketing truyền thống là không tương tác trực tiếp được với khách hàng. Nó giống như việc bạn ném thông tin ra cửa sổ và hy vọng mọi người sẽ nhặt lấy chúng. Còn về Digital Marketing thì sao? Bạn có thể hoàn toàn dễ dàng đo lường hiệu quả của một chiến dịch và có thể tiếp cận với một lượng khách hàng vô tận. Digital Marketing có tính tương tác cao với khách hàng thông qua các mạng xã hội.
càng tương tác nhiều với khách hàng, doanh nghiệp sẽ càng nhận được nhiều thông tin phản hồi có giá trị. Một nhược điểm nho nhỏ của Digital Marketing là phải mất một thời gian để đo lường được tính hiệu quả của chiến dịch. Qua những phân tích vừa rồi, có lẽ chúng ta sẽ đi đến được một kết luận, đó là cần phải cân bằng được cả hai lĩnh vực. Trên thực tế, thế giới đã chuyển sang thời đại kỹ thuật số. Không chỉ những tạp chí điện tử, mọi người sẽ thực hiện những công việc hàng ngày của mình với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ. Công nghệ thì ngày càng phổ biến và việc áp dụng chúng vào chiến dịch marketing cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Dù tiếp thị truyền thống vẫn giữ được chỗ đứng, nhưng nó ngày càng bị thu hẹp khi thế giới tràn ngập công nghệ kỹ thuật số. Đối với các doanh nghiệp hiện đại, việc sở hữu một trang web và sử dụng nó làm công cụ tương tác với khách hàng là điều bắt buộc phải có. Nhưng không phải tất cả các khách hàng đều sử dụng Internet. Có thể nói, để chiến dịch marketing của doanh nghiệp bạn đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp sẽ cần phải kết hợp các hình thức của e-marketing và marketing thông thường. Vừa rồi là một bài so sánh về những khác biệt giữa Digital Marketing và Traditional Marketing. Hy vọng rằng nó sẽ là những kiến thức hữu ích giúp quý vị và các bạn lựa chọn được phương thức marketing hiệu quả để phát triển doanh nghiệp. Chúc quý vị và các bạn thành công! Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo!